2020 trong không gian, chúc mừng năm mới từ quỹ đạo trái đất. Phi hành gia NASA Andrew Morgan đã viết trên Twitter khi trái đất bắt đầu vào năm 2020. Morgan đã tổ chức lễ hội năm 2020 cùng với các phi hành đoàn Christina Koch và Jessica Meir, NASA, phi hành gia của cơ quan vũ trụ châu Âu Luca Pamitano và các phi hành gia người Nga Oleg Przypoka và Alexander Voskh, phi hành gia Luca Pamitano là chỉ huy phi hành đoàn được gọi là Expedition 60 kỷ niệm một năm mới trong không gian có một chút khác biệt so với trên trái đất. Để bắt đầu, các phi hành gia quay quanh trái đất 16 lần một ngày, nghĩa là họ nhìn thấy 16 bình minh và hoàng hôn khi vòng tròn hành tinh mỗi giờ rưỡi. Sau đó, họ có múi giờ của mình, có nghĩa là phi hành đoàn của trạm đã thấy sự xuất hiện của năm 2020 trước các kiểm soát viên. Tại trung tâm điều khiển nhiệm vụ của NASA ở Houston, năm 2020 là một cột mốc quan trọng đối với trạm vũ trụ quốc tế. Vào tháng 11, trạm sẽ kỷ niệm 20 năm hoạt động liên tục có sự hiện diện của con người phi hành đoàn chạm đầu tiên Expedition 1 đến đây năm 2000.